Ngày xưa, ở một gia đình kia có hai người con trai sinh đôi, tên là Tân và Lan, rất vui tính và tốt bụng. Nhà ngươi có biết ta là ai không mà dám thách đấu hả? Ta là đệ nhất nhanh nhẹn ở làng này, trước nay chưa từng có đối thủ. Vậy ngươi có dám cược con ngựa đó với ta không? Nếu ngươi thua thì phải trả 5 lạng bạc cho hai ông cháu đây để mua con ngựa đó. Còn nếu nhà ngươi thua thì ta sẽ đưa ngươi 10 lạng bạc. Được thôi, còn chờ gì nữa? Thưa bà con, mọi người hãy làm chứng cho tôi. Được. Mời anh đếm. 1, 2, 3. Lần này nhà ngươi thua chắc rồi. Ủa, sao có thể như thế được? Thế nào? Không thế nào. Ta thấy nhà ngươi rớt lại phía đằng sau rồi mà. Ta chạy nhanh quá nên ngươi không thấy ta cũng phải thôi. Ta không tin. Cứ hỏi mọi người xung quanh đi, có thể làm chứng được cho ta đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Chính mắt chúng tôi thấy cậu ta về đích mà. Đúng rồi. Rõ ràng. Nè, mau trả tiền mua ngựa cho hai ông cháu kia đi. Ông cháu tôi cảm tạ cậu lắm. Nhờ có cậu mà chúng tôi không bị hắn cướp không con ngựa. Dạ không có gì đâu ông. Cháu chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp thôi. Xong xuôi hết rồi, anh mau ra đi. Cảm ơn em. Có ai nghi ngờ gì không? Chắc là không đâu. Đâu có ai thấy anh nhảy vô bụi đâu.